Xin chào toàn thể anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một mẫu mang có thể là rất là mới, có thể mới nhất trên thị trường hiện nay, phiên bản là 2024, hàng chính hãng đến hiệu ETC Pro Audio sẽ được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu cho anh em. Và đây trước mắt anh em nhé, sẽ có 5 chiếc đầu tiên bên em sẽ giảm giá với một mức giá là cực kỳ hấp dẫn cho các bác và anh em. Thì rất là mong muốn nha các bác đang theo dõi video nha, các bác nào chưa like, đấy, chưa like, chưa đăng ký kênh thì hoan hỉ ủng hộ Thế Anh Audio cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nhá. Anh em ủng hộ chỉ mất 3 giây thôi ạ. Anh em hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Đây là phiên bản mới nhất đến từ ETC Pro Audio, hàng chính hãng. Đây là những chiếc vang và sẽ được bảo hành cho các bác là 2 năm. Một đổi một trong vòng 2 năm cho các bác và rất là cao cấp, cũng như là sẽ được trợ giá 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và ngày hôm nay vang sẽ có là mã LX650 Pro. Đấy, dòng với thiết kế là size 1.5U, size dày rất là đẹp. Với thiết kế là cực kỳ đẹp cũng như là xử lý tiếng rất là hay nhá. Đây giới thiệu cho các bác anh em. Phiên bản này sẽ có rất nhiều các tính năng nâng cấp. Đầu tiên phải anh em nhìn thấy mặt trước này, size là size 1.5U này. Sơn tĩnh điện, mặt phai nhôm sơn tĩnh điện màu đen rất là đẹp. Trước nữa là cái màn hình trắng gương đây, rất là to, rất là đẹp cho các bác. Hiển thị đầy đủ các thông số như này, của mic này, của music này, của effect, của echo, của reverb, cũng như là phần delay, repeat và phần nâng tiếng mic. Đấy, hiển thị tiếp theo nữa là một màn hình đây, màn hình nháy theo nhạc cực kỳ đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Và một dòng vang cơ lai số thì anh em đều biết rồi, nó rất là hay. Chip của nó chip số, xử lý tiếng hoàn toàn bằng số. Và chỉnh thì anh em chỉnh hoàn toàn bằng cơ. Anh em có thể ở đây, con này chỉnh rất là chi tiết nhá. Đây, anh em nhìn thấy, có thể nhìn thấy này, phần effect tông này, chỉnh bass chung và bass chung và chép của effect này. Phần echo thì có delay và repeat của echo. Phần reverb có phần damping và phần diffusion. Diffusion nó là phần khuếch đại tiếng reverb. Đấy, đây là phần khuếch chỉnh khuếch đại tiếng reverb rất hay nha. Tiếng con này có echo và reverb riêng biệt. Và đặc biệt chỉnh echo, chỉnh reverb như này thì thật sự anh em nó rất là hay. Kết hợp nữa phần này tiếng mic của nó này, chỉnh volume của mic 1 và mic 2, mic 3. Đấy, con này có cả thiết kế mic đằng trước và thiết kế mic đằng sau nhá. Cũng như là có chế độ lưng tiếng mic. Đấy, sẽ giúp cho các bác anh em hát rất là nhẹ. Hát cực kỳ là nhẹ luôn. Và đây nữa thì bên này nó sẽ chỉnh này, bass chung và chép của mic này, bass chung và chép của nhạc và phần này phần effect. Đấy, tăng và giảm của effect cực kỳ cao cấp luôn, rất là chi tiết cho anh em. Đấy, tất cả các cái lúm chiết áp này rất là chi tiết. Và đặc biệt nhá, con này có thiết kế là echo và reverb riêng biệt. Anh em có thể tăng echo, đây. Tăng echo lên này. Đấy, phần tăng echo này. Đấy, và giảm tạo giảm echo này. Đấy, tăng reverb thì nó sẽ hiển thị đầy đủ ở đây và giảm reverb đi. Đấy, lên echo và reverb anh em tùy chỉnh nhá, cực kỳ là hay luôn. Đấy, và đằng sau của nó nhá, sẽ quay đằng mặt trước sau đó quay đằng sau luôn. Đây. Để quay cho các bác anh em mặt trước của trên của nó thì sẽ có các cái tem bảo hành của ETC này. Đây là hàng chính hãng của ETC nhá, đây tem bảo hành điện tử. Sẽ được bảo hành cho các bác là 2 năm nhá, có cả đây. Đấy, tem sẽ dán vào con ốc này đảm bảo cho các bác và anh em là bảo hành điện tử cho các bác và anh em 2 năm luôn. Và mặt sau của nó đây sẽ trang bị cho các bác và anh em những cái cổng kết nối cao cấp nhất hiện nay. Bao gồm này Bluetooth này, cổng quang này, đấy các đường nhạc vào. Nhạc vào bằng out 1, out 2 đầy đủ. Và đường ra thì có hai đường ra chính N và R. Và một đường ra sub. Anh em có thể ra bằng đường sâu rao ở đây. Đấy, hoặc NR bằng hoa sen. Đầy đủ cho các bác anh em nhá. Phiên bản này cực kỳ cao cấp. Và thật sự anh em, tiếng của nó rất rất là hay luôn. Kể cả tiếng nhạc, tiếng mic. Đặc biệt là tiếng mic con này có echo gì vật. Đây là phiên bản mới nhất đến từ hiệu ETC. Đấy, có thể nói là hay nhất trong tầm giá. Với thiết kế thật sự nổi bật của nó, thiết kế đẹp này, cũng như là tiếng hay. Em sẽ mở to lên một chút để anh em nghe nhá. Nghe chất âm của nó, nghe tiếng nhạc, sau đó là nghe tiếng mic để anh em nghe và cảm nhận chất âm của nó nhá. Đây, tăng vô nhạc em sẽ tăng ở đây. Cực kỳ hay luôn ạ. Anh em nghe tiếng mic của nó nhé, em alo cho anh em nghe tiếng echo và dì vật của nó. Thật sự anh em nó cực kỳ là hay luôn nhá. Đặc biệt là tiếng dì vật của nó rất là sáng tiếng. Anh em nhá, kết hợp giữa echo và dì vật ở đây. Đấy. Nên bay ta chim bay.
này phiên bản nâng cấp. Đấy, phiên bản nâng cấp sẽ có rất nhiều các tính năng mới em đã giới thiệu rồi. Đầu tiên nó là eco dì vật riêng biệt đây. Anh em có thể rất là dễ dàng chỉnh tăng và giảm eco này. Chức năng là nâng tiếng mic, cũng như là sẽ có các cái mic cắm đằng trước và cắm đằng sau. Màn hình rất là đẹp luôn. Có hệ thống đèn nháy theo nhạc, rất là đẹp luôn cho các bác và anh em. Và những chiếc vang cơ đai số này ngoài thị trường vẫn bán cho các bác và anh em hơn 2 triệu. Nhưng ngày hôm nay có 5 chiếc đầu tiên đây anh em nhé. 5 chiếc đầu tiên em bán cho các bác anh em nhé. Để giới thiệu sản phẩm bán cho các bác anh em với một giá là cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay cho các bác anh em. Thì anh em mua hàng có thể nhanh tay nhắn tin số em đây. Chốt vàng 650 đi. Chốt vàng lấy 650 đi. Giá bỏ qua những mức giá là 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 ngoài thị trường. Em bán cho các bác anh em nhé. 5 chiếc đầu tiên với mức giá chỉ có 1 triệu 750 nghìn anh em nhé. Đấy. 1 triệu 750 nghìn một chiếc vàng này. Và đây là hàng chính hãng của ETC sẽ được bảo hành cho anh em và 1 năm. À, bảo hành cho em 2 năm. Đấy, bảo hành chính hãng cho em là 2 năm. Và đây nhá, bên em sẽ tặng cho em dây jack kết nối đẩy hoặc âm ni, cộng thêm cho em một quà tặng nữa là một dây quang dài 2 mét. Đây, một dây quang dài 2 mét sẽ tặng miễn phí cho các bác anh em. Hàng chính hãng của ETC sẽ được bảo hành cho em là 2 năm. Và đây là dòng vàng hay nhất, phiên bản cao cấp nhất của ETC phiên bản 2024. Em giảm giá 5 chiếc đầu tiên nhé. Chỉ có 5 chiếc đầu tiên giá là 1 triệu 750 nghìn. Và bên em sẽ bao ship tặng dây jack kết nối đẩy hoặc là mini cộng thêm em một dây quang như này. Đấy, quá là chất lượng luôn. Ngoài thị trường bán cho các bác anh em là 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 cơ ạ. Nhưng em nhá, bán cho các bác anh em là chỉ có 1 triệu 750 nghìn. Đấy, giá cực kỳ tốt. Rất mong muốn anh em đang theo dõi video hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like. Đấy, anh em là chưa like thì ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh cũng như nhấn chuông. Cảm ơn các bác anh em rất là nhiều ạ.